Hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem lại lịch sử sự hình thành phát triển từ một con vi khuẩn trở thành một con người như thế nào. Thì trước khi bắt đầu một video thì mọi người đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào nút like và nhấn vào cái chuông ủng hộ cho mình nha. Chúng ta sẽ bắt đầu từ hai con này là hai cái con mà từ dưới nước lên, là sau đó chúng ta mới lên thành khủng long. Và từ khủng long chúng ta sẽ lên thành gì? Lên thành con chim này, hình như không phải, à con hình như là à, đà điểu. Và sau khi mà từ đà điểu chúng ta lên đài, bắt đầu là những cái con động vật nó bắt đầu gần với lại cái nền văn minh loài người rồi đó. Như là hả, gọi là sóc thì là tất nhiên là hả, thời đại bây giờ vẫn có, nhưng khủng long thì nó đã tuyệt chủng rồi thì sao, đúng không? Rồi tiếp theo, để xem coi là sau con sóc này chúng ta sẽ gọi là gì ta, tới con gì. Ở đây là ồ, chúng ta có thể mua được con này, con thằng lằn mọi người. Ủa con thằng lằn bây giờ vẫn có mà ta, gì kỳ bay, à không đủ tiền mấy má. Rồi bây giờ là con sóc là bây giờ kiếm nhiều tiền nhất này, sóc lọ đúng không? À con này là cái con trồn mà trong cái phim Madagascar nè. Anh lắc cái mua vịt, ai lắc cái đít vịt, nó lắc á. Thì nói chung là nó cũng là trồn, nhưng mà nó là trồn lùi. Ừ, chúng ta được 1200 mỗi lần xoay là tốn 20 phút. Ok, hai con khủng long, hai con đà điểu, lên một con sóc rồi. Bây giờ chúng ta cần thêm một con đà điểu nữa. Ồ, cái này có upgrade luôn, và thời gian nở ra trứng nó chỉ còn 9 giây. Nice. Được, ok, nói chung là được. Rồi bây giờ chúng ta còn thiếu một con nữa, đó chính là con này, con đà điểu, hai con sóc linh. Con khỉ chắc chắn là đang có ở trên trái đất của chúng ta, chứ không phải là vi sinh vật gì cả. Ok, cảm ơn bạn đã xem quảng cáo nên tôi cho bạn được 3 lần quay dòng xoay may mắn. Đây, thằng này làm quảng cáo có tâm, tao thích. Còn mấy thằng mà cứ 5 giây một quảng cáo thì tao xách súng tao qua nhà mày. Tao hỏi là để anh cho em viên kẹo đồng. Nói dù vậy thôi, chúng ta vẫn xoay được. Nhưng mà bây giờ từ tôi phải upgrade cái này. Thời gian nở trứng rất là quan trọng nha mọi người. Upgrade Biggie Bang, nó sẽ tăng cái số tiền vô cho con heo nâng luôn. Rồi con heo của tôi đâu? Quay mai hẻo. Ok, lên lên nâng nhiều vô. Rồi đấy, bây giờ tôi lên hết, lên. Rồi, chúng ta được con tròn rồi. Và bây giờ là upgrade, tôi không biết là cái con này upgrade được cái gì. Và bây giờ tiếp theo chúng ta cần 100.000 để chúng ta gọi là gì ta, giảm đi thời gian nở trứng. Đây, trời ơi, má như cái sở thú vậy. Ừ thì ở cái khu vực này thì nó không gọi là sở thú mà nó gọi là cái vùng hoang dã. Con gì cũng có, ừ, con gì cũng có, con người cũng có, con điên cũng có. Và chúng ta đã đến với lại con người đầu tiên. Nhớ là người đầu tiên là Eva, ở lòng Adam mà ta. Thôi kệ, chúng ta đã có con người đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ấp trứng cái thế giới hoang dã riêng, và cái thế giới, cái nền văn minh của loài người nó riêng mọi người ạ. Hiểu rồi. Là bây giờ chúng ta vẫn ở đây cho đến khi mà chúng ta đem qua đây là loài người. Ok. Chúng ta phải mở tới 7 mấy con. Bây giờ tôi mới mở tới 7 con và nó tôi không biết là hả, con người tiến hóa tới mức nào rồi. Rồi, và bây giờ chúng ta cần 1 triệu tiền. Let's go. Từ những con khỉ chúng ta đã tiến hóa thành loài người đầu tiên. Rồi bây giờ tôi kết hợp hai con người. Trời ơi, hai thằng. Giờ tôi đã biết hai người đàn ông để xuất hiện một người phụ nữ. Kiến thức kỳ quái đã được tiếp thu, kiến thức vũ trụ đã được tiếp thu mọi người ạ. Thời gian trôi qua, những sự kiện xuất hiện xảy ra và nó đã làm gọi là gì ta, nền văn minh con người ngày càng phát triển. Hai con khỉ trở thành một người đàn ông. Thú vị đấy. Và bây giờ làm ở gì ta, tôi có nhân đôi vàng trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Cứ mỗi 1 giây là tôi sẽ được 1.000 tiền. Và bây giờ tôi sẽ nâng cấp hai người phụ nữ. Nói chung là đây là Eva nè, con rắn và quả táo. Đúng rồi, Adam và Eva. Boom, chúng ta lên một người. Đây chắc là gọi là gì ta, người tiền sử nha. Chúng ta còn đi tới rất là nhiều luôn. Map đồ này nọ, cái này sẽ tốn 5 phút. Chúng ta sẽ được 93 triệu và 10 ngọc lục bảo. Đi liền em, đi liền. Coi quảng cáo là chúng ta sẽ giảm được không? Từ từ, cái này từ từ 5 phút xong là xong. Bây giờ chúng ta trở về trái đất cái. Trời ơi, đi tới những cái gọi là gì ta, giải ngân hà, hành tinh, các kiểu luôn. Chúng ta đang ở trái đất nè, còn nhiều cái gọi là ngôi sao khác nữa. Ok, hợp lý. Rồi, và bây giờ trời ơi, mới đi có một tí thôi mà nhìn cái sở thú à. Nó khác gì cái sở thú không? Không, tại vì nó là sở thú, một đống thú luôn. Rồi, và tiếp theo là chúng ta sẽ nâng cấp cái này. Creature in an
Ác có nghĩa là chúng ta sẽ tăng cái level lên. Từ từ, nâng cái này trước đã. Tốn 5 phút, tôi không bỏ 4 kim cương đâu, tôi sẽ để dành. Rồi cái này là sinh vật, nó sẽ gọi là gì ta? Tốn 1 phút là bây giờ nó sẽ không ra mấy con thằng lằn nữa, nó sẽ lên hẳn hai con khủng long luôn. Nó lên hẳn khủng long luôn. Đấy. Và cứ thế nó giống cái trò mình nuôi gọi là gì ta? Nuôi bò đột biến để bán lấy phân á, bán phân để lấy tiền á, các kiểu vậy. Rồi bây giờ là chúng ta còn gì nữa không? Cái này chắc là tôi không nâng tại vì nó là kiểu dạng như là AFK, chúng ta không cần thiết. Tiếp theo là mình nên làm cái gì đây? Nhiệm vụ xong xuôi hết rồi đó. Bây giờ chỉ cần để tới gọi là gì ta? Thu hoạch thôi, để tới thời điểm thu hoạch thôi. Xoay vài cái cho nó mượt chơi nè. Được hai thằng Adam. Không được Adam luôn. Nhưng mà chúng ta được 600 mấy ngàn. Bây giờ tiền rất là đơn giản như đang giỡn luôn. Một túi tiền to. Phải như thế. Nổ một lần mấy triệu vậy đó. Một cục tiền nhỏ cũng được vài triệu chứ đùa. Rồi, bắt đầu từ 5 giây trở xuống chúng ta phải tốn lục bảo. Đó là lý do tại sao hồi nãy tôi quên là ban đầu là tôi cứ tưởng là phải mua bỏ vàng nha. Rồi bỏ lục bảo nó mới nâng cấp. Nhưng mà cái đó là kiểu tôi thu hoạch nhanh á. Giờ khôn rồi. Lên, đợi 6 phút nha con trai. Rồi, tiếp. Bây giờ là toàn khủng long á, chúng ta sẽ không còn thấy thằng lằn nữa. Nó bị tuyệt chủng rồi, nó không còn xuất hiện. Ê, còn con này bây giờ dục nó sao trời? Bây giờ bán con thằng lằn sao trời đất ơi. Bây giờ có một con thằng lằn nó đang bị kẹt ở đây này. Có cách nào không có gì. À, mua một con nữa. Ừ, mình mua được mà. Vậy là không tuyệt chủng, nhưng tạo được là được. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta qua coi kỹ nghiêng loài người xem. Loài người, hai ông người tiền sử này bắt đầu tới cái thời đại mà kiểu là biết chăn nuôi trồng trọt cái kiểu rồi. Qua cái kỷ nguyên kia rồi. Ồ, tôi lại có thêm lục bảo rồi nếu follow Facebook. Mà sao lên cái kỷ nguyên này bắt đầu sát sanh dữ vậy bay. Loài người gì đâu mà ác độc dữ vậy. Ok, bây giờ chúng ta có thể mua Monkey để nâng cấp. Rồi giảm thời gian là bây giờ rất là nhanh luôn nha mọi người. Nhưng mà tôi sẽ mua một đống Monkey đây. Và tại giờ tiền cũng nhiều nên là không có gì phải sợ cả. Đây. Cứ đem qua, giờ cứ nâng cấp thôi. Bây giờ là hả, tôi đã tạo ra một cái cỗ máy. Một cái gọi là gì ta, nguồn thu nhập thụ động. Cứ tới rồi. Đấy, khỉ bắt đầu mắc nha. Nhưng mà không sao, giá này tôi vẫn kham được anh em à. Đừng lo. Trời ơi, nó mới shipper ship một đống khỉ về. Đấy, để cho sở thú nó vui nhà vui cửa ngày nào cũng kiểu vậy. Rồi, trời ơi, một bầy đàn ông và hai người phụ nữ. Và mấy ông này đi chuyển giới hết rồi, giờ thành phụ nữ hết rồi này. Rồi thành phụ nữ mà kiểu đi tập tạ. Vậy thời đại này là con trai sẽ muốn trở thành gái muốn trở thành trai. Cuộc sống nó thay đổi nhiều lắm. Rồi hai người chăn cừu bắt đầu tới gọi là gì ta? Bắt đầu tới những người mà biết tiết kiệm sử dụng tiền là chân ái. Chúng ta xong thêm một bước nữa là chúng ta sẽ tiến tới cái gọi là cái nền văn minh mới rồi. Để xem coi, cũng là nền văn minh con người thôi mà. Có gì đâu căng, có gì đâu khủng hoảng. Từ từ. Hai người phụ nữ đây. Rồi chắc là tìm thêm hai thằng đàn ông nữa. Bum bum. Xong. Hai thằng đàn ông, hai người phụ nữ lên. À, tôi quên là còn thằng chăn cừu. Bây giờ là tôi phải mua một đống luôn ấy. Ok, mua một đống luôn mọi người. Rồi, lên. Lên em thiếu một thằng đúng không? Bỏ tiền mua luôn dầu mà. Let's go. Đây. Boom. Đấy. Ít tiền bắt đầu tham lam đúng không? Thanh niên này là gọi là gì ta? Trước đó là cái ông kia kiểu tham lam đi tích góp tiền. Bây giờ đầy tiền bắt đầu cuộc sống kiểu nó vui sướng. Rồi bây giờ tiếp theo là tới cái bước nào đây? Bên đây full rồi à? Rồi làm sao đây? Dắt cái ông này qua bên kia hả? À, cái này là nhiệm vụ. Bây giờ cái ông này tiếp theo để làm gì? Chắc là mình nghĩ là chúng ta cần thêm một ông này nữa. Chúng ta mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Ok. Rồi, cuối cùng thì tôi cũng đã đến được một chàng gọi là gì ta, ấm no vì tiền, cuộc sống gọi là không có gì khó khăn cả, tại lúc nào cũng có một tiền á, muốn mua gì muốn ăn gì cũng được. Vậy thì tôi đã tiến hóa được từ thằng lằn mà hả, tôi tiến hóa cả rất là nhiều kỷ nguyên, rất là nhiều kỷ nguyên chứ, rất là nhiều thế kỷ mới tới được là hả, con người biết sử dụng đồng tiền. Vậy thì video này cũng đã dài rồi. Nếu các bạn muốn mình làm thêm tiếp về game này thì các bạn nhớ bình luận bên dưới nha. Đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì bye bye, peace.